Chào tất cả anh em nha, Hiếu là cây xanh Bình Long đây. Hôm nay Hiếu quay cái video này về một cái loại cây đó là cây kèn hồng. Nhân tiện bên cạnh có những cái cây vú sữa đường kính 15 gốc thì giới thiệu luôn, mới dầm mổ và cây cũng đã mọc tược rồi. Anh em có thể, mục đích là anh em có cần vú sữa lại luôn, chị Hiếu có đủ loại nha, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 luôn á, tại vườn luôn đó nha, cho dễ anh em làm là cây vú sữa rồi. Đây là những cái cây kèn hồng đường kính chỉ đồng loạt có cái đường kính 15 gốc và hiện mang về cho mũ để cung cấp những cái công trình kênh cây kèn hồng cho mũ. Trong vòng 3 tháng nữa là cây sẽ ok đó. Đồng nhất ở đây Hiếu có khoảng 100 cây, toàn bộ là cây đường kính 15 cho mũ nha. Anh em có thể coi đây, cây cao 4-5 mét. Cây nói chung đa số là hơn 4 mét hết á, hơn 4 mét cây thẳng đẹp. Dâm hũ vào mùa này thì tỷ lệ sống rất cao, cho nên Hiếu mang về vào mùa này Hiếu dâm để cho lá già, Hiếu bán cho các công trình ở phía Bắc. Anh em cần loại kèn hồng này thì alo ngay cho Hiếu nha. Đó, ở đây có một gia quay cho anh em coi. Quá là đẹp luôn ha. 2 tháng nữa thôi thì chỗ này sẽ là xanh rất là đẹp. Hy vọng hôm nay trời sẽ mưa để có nước, còn không mưa thì sáng ngày mai Hiếu phải tưới. Mai Hiếu tưới cây và dâm ở đây mùa này thì sống 95%, nếu mà bầu không vỡ nha, nếu mà tưới đủ nước và trời không quá nắng thì ok, quá nắng thiếu nước thì nó vẫn chết bình thường, rải bầu nữa. Rồi cái video này Hiếu dừng ở đây nhé, để anh em nắm được vườn Hiếu có khoảng 100 cây kèn hồng đường kính 15 gốc.